Alo, xin chào mọi người. Hôm nay là thứ năm ngày 27 tháng 5 2021, mình mới vừa có dịp ghé qua chợ Việt Pháp với lại cô chủ tên là Phương, nhưng mà không có muốn quay, thành ra mình sẽ quay mình với tiệm một chút xíu để giới thiệu với lại các bạn về cái tiệm nho nhỏ mà rất là Việt Nam này nhá. Rồi, voilà, đây là tiệm Việt Pháp ở cách Périphérique vòng đai Paris khoảng chừng 3-4 cây số gì đó, và đi tham quay T9, T9 khoảng chừng 15 phút là từ Porte de Choisy tới đây, rồi sau đó đi bộ khoảng 7-8 phút gì đó, tùy theo mình đi chậm hay đi lẹ nhá. Đây là tất cả những cái đồ gì, đồ tươi với lại vài cái món cũng rất là Việt Nam hả, ví dụ món chè 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 gì đó, chè 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 dừa, chè nước dừa tươi. À, đây là có món cái máy nước mía nữa. Có món nồi nước mía để mùa hè thì rất là sẽ, mình nghĩ rằng rất là thoải mái hả. Có luôn cả mía mía tươi đây nữa hả quý vị nhá. Những cái đồ khô Việt Nam mình thì không có thiếu, và bảo đảm đây là không phải là những cái đồ mà quá đắt hả? Chắc chắn là như vậy, thành ra quý vị cứ việc mua và không có sợ gì hết nhá. Đây, những cái đồ Việt Nam rất là Việt Nam, có ngay cả nước mắm, mình mới mua một chai rồi nha, nước mắm 60 độ mình sẽ mua để mà ăn sống. Cà phê G7 đen, tuyết đen, mì gói là đó, thì chút nữa mình sẽ chụp thêm mớ hình, nếu mà ai muốn thì cứ việc gọi là đấy. Đây là những cái đồ khô của Việt Nam. À, đây là cái mà mình cũng mới mua xong, là muối muối ốp tôm để mà chuyên ăn với lại xoài mà xanh xanh đó, tuyệt vời luôn. Một cái mắm tôm nhỏ nhỏ, chút nữa lại phải thiếu cái phần mà gọi là thịt ba rọi nữa. Rồi, đây lần đầu tiên tới, thành ra mình mua một cái chai nước mắm cá cơm 60 độ. Không biết là ra sao ha, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ ủng hộ những cái món hàng Việt Nam, tại vì người Việt chúng ta đó thì những cái tiệm Việt Nam thì rất là ít, và có thể là một cái cách để mà ủng hộ người Việt là chúng ta sẽ dùng những cái sản phẩm của Việt Nam mình, tại vì ngày nay việc ngay cả tụi tàu, tiệm tàu họ cũng mua những cái đồ Việt Nam mà, thành ra thay vì chúng ta mua những nơi khác, nếu mà đồng giá thì chúng ta nên ủng hộ người Việt nhé. Ở đây có luôn cả mồng tơi nữa này, mồng tơi rồi nó nhá, những cái đồ tươi đều có sẵn đây hết, hột gà, hột vịt gì đấy, rồi mồng tơi, rồi rau cải rồi này, đồ tươi có cả luôn rau muống rồi này, hả? Đấy, thành ra là cái này. Ô, thôi thì quý vị nếu mà thích đó, thì ghé lên đây ha. Cái địa chỉ tên là gì quên rồi nhỉ? 76 Avenue. André Maginot. Rồi, mình sẽ để cái địa chỉ ở trên cái video YouTube nhá. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video này, gửi đến quý vị chợ Việt Pháp ở ở Vitry sur Seine. Xin cảm ơn nhá. Au revoir.